Tất cả mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người về một loại cây chữa được bệnh lao phổi và các bệnh về phổi cực kỳ hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, đó chính là cây bình bát. Như các bạn nhìn thấy đây, đây là cây bình bát. Cây bình bát này là một loại cây thân gỗ mọc nhiều ở các tỉnh phía Nam. Hiện nay thì được trồng khắp cả nước. Thân lá của nó đều có thể dùng chữa các bệnh về phổi. Cách dùng thì rất là đơn giản, đó là mình chặt thân lá quả nhỏ, phơi khô. Nếu có thời gian, chúng ta có thể sao vàng hạ thổ để thơm hơn. Sau đó chúng ta mỗi ngày lấy 100 g nấu với lại 2 lít nước, sôi 15 phút, uống liên tục thay nước cả ngày. Nếu mà chúng ta có thời gian để uống nước cả ngày thì chúng ta có thể nấu nhiều nước như vậy. Còn nếu mà không có thời gian thì chúng ta có thể sắc 1 lít nước còn lại 3 cốc, uống 3 bữa, sáng, trưa, tối. Đây là thân, đây là cây tươi nhá. Mọi người nhìn cây tươi đây. Cây này mùa này đang không có quả, là trái mùa, nên quả rất ít. Mình sẽ giới thiệu cho cả nhà về cái quả của cây này. Đây là quả của cây bình bát. Quả này không có gai, chúng ta đừng nhầm lẫn với lại quả mãng cầu xiêm nhé. Cây này là tương đối giống cây mãng cầu xiêm, nhưng về tác dụng thì rất là khác nhau. Và đây, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về cái sản phẩm mà chúng tôi đã sơ chế qua. Đầu tiên là thân. Thân được chặt nhỏ phơi khô. Lá và quả. Quả này quả xanh đấy, nhỏ và khô nhá. Quả chín thì chúng ta chủ yếu là để ăn thôi. Quả xanh dùng để nấu nước. Đây là một bộ sản phẩm dùng trong 1 tháng cho các bệnh về lao phổi, tắc nghẽn phổi, viêm phế quản, giãn phế quản, được kèm theo cam thảo nha. Cam thảo ở đây là tôi chưa kịp chia ra, chúng ta chỉ cần dùng một phần cam thảo ở đây thôi. Bộ sản phẩm này dùng trong 1 tháng, chúng ta có thể yên tâm 1 tháng là chúng ta có thể giảm các triệu chứng về bệnh. Khoảng 5 đến 7 tháng tùy tình trạng bệnh thì chúng ta sẽ khỏi hẳn bệnh. Bệnh này đã được rất nhiều người, các bệnh về phổi được nhiều người sử dụng và đạt hiệu quả rất tốt. Bệnh ngoài các bệnh về phổi thì chúng ta còn có sử dụng quả bình bát này dùng chữa tiểu đường bằng cách là uống nước. Quả bình bát xanh thì dùng để chữa bướu cổ bằng cách là lướng. Chúng ta làm như sau: dùng đũa cắm vào cái đầu này và lướng, khi là xém vỏ chúng ta lăn qua chỗ bướu, đảm bảo là cái quả đó còn ấm, không nóng quá. Ngày lăn 2 lần và thực hiện liên tục trong khoảng 1 đến 2 tuần là bướu sẽ giảm dần và hết hẳn bệnh. Ngoài ra nó còn chữa các bệnh tốt về bệnh u lang buồng trứng bằng cách là chúng ta ăn quả chín hoặc là nấu quả xanh uống nước. Chúng ta nên sử dụng loại này bởi vì nó đơn giản, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Chúc cả nhà có sức khỏe. Hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất để có những sản phẩm mà chúng tôi đã tạo ra. Xin cảm ơn.